Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo, shopsikẹo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng, thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sĩ Kẹo và tất nhiên mình là Sĩ đây. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem trên kênh của Sĩ thì đừng quên đấy là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Kẹo đang có mặt tại khu vực đây là thành phố nha. Trước kia nó là thị trấn nhưng mà bây giờ đổi tên là thành phố nhở. Ừ đúng rồi anh em. Nào. À ở trên có người, ở trên có người. Vãi. Mấy anh em headshot nhau ghê thế. Thế thì ngày hôm nay Kẹo lại phải quẩy rồi anh em ơi. Vâng. Với kỹ năng chơi ba ngón của mình, thật ra là kỹ năng chơi như quần què ấy. Nhưng mà từ từ luyện tập rồi là chơi sẽ hay anh em ơi. Nào làm sao? Ê. Đơn giản anh em ơi, easy. Vâng và gáy sáng, sáng thứ 6 ngày hôm nay đây. Yeah, ê, baby, baby, baby. Vâng, hiện tại thì mình đã có combo súng đấy là MP40 và AWM rồi nhá. Yeah, được phết anh em nhá. Hay là hôm nay chúng ta sẽ thử chơi cái combo súng dị một xíu thôi nhá. Chỉ là một xíu đấy, ê, có người này. Này đứng, làm gì á? Ê, đứng, làm sao? Nhá. Sọc cơ. Exit game anh em. Đây thì Kẹo ngồi cuốn máu cái đã. Vâng, ngồi cuốn máu đây anh em ơi. Thằng kia bắn rát quá. Vâng, sau hai pha gáy đầu trận ngày hôm nay thì công nhận là máu tụt kinh khủng luôn. Dã man con Nga anh em. Ê, nhiều bóng keo quá ha. Được luôn nè. Chất lượng không? Chất lượng không những anh em của tôi. Vâng, ok, với quả combo súng dị này, yên tâm, hôm nay tôi sẽ thể hiện cho anh em. Và anh em ơi, ê, Sĩ Kẹo quên không nhắc với anh em. Đấy là hiện tại thì mình đã mở thêm một cái kênh mới tên là Sĩ Kẹo TV. Và mong rằng thì mọi người sẽ đăng ký kênh này ủng hộ cho Kẹo luôn. Và cái link kênh thì mình để bên dưới phần ghi bình luận nhá. Thank you các bạn rất là nhiều. Ê, cúng người này. Vãi. Ê, đứng. Lý do chính là kênh Sĩ Kẹo bị mất đề xuất quá. Thế nên là mình mới tạo một cái kênh mới. Và mong rằng các bạn cũng sẽ ủng hộ cái kênh này nhá. Ê, đứng. Này. Vỡ đâu. Yeah, em sẽ game anh em. Ai nói thế thôi chứ Kẹo chơi ba ngón nó còn ngáo lắm, làm sao mà hay được như những anh em pro player trên kênh của Sĩ Kẹo. Các bạn chơi toàn ba ngón, bốn ngón rồi là em cả chục ngón còn được chưa ạ. Thiết bị mình đang chơi đấy là iPhone 11 Pro Max, phải gọi là tích góp mãi mới mua được ấy. Này thật kìa. Hay về đúng anh em. Đáng lẽ ra là Kẹo tính căn sọ cơ nhưng mà ngồi sau lưng thì hơi có bị khó một xíu, thế nên là không có căn sọ được à. Thôi được rồi, thế thì chúng ta hãy cứ lên trên cái đá đi. Đấy. Việc cái gì mà phải vội đâu anh em. Nào. Người đâu cả rồi. Ấy, 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 ấy. Ơ. Thứ 6 máu chảy về đâu. Thứ 6 máu chảy về tim anh em ạ, có người này. Ui dồi, bạn ơi, chấm đỏ, chấm đỏ, chấm đỏ. Đâu rồi, xương xương. Qua đây cái, mình thương bạn cái này. Ê, mà nó chết à. Ê, đây. Rồi, làm sao, chạy đi em. Đúng rồi, chạy đi em ạ. Nào, nhanh chân, nhanh cẳng em ạ. Ê, ê, nó chết à. Phải nhở? Ê đừng. Thật sự tần này hơi dối ra ngoài cái đá anh em ấy. Đúng rồi, đứng đây. Xuống cái đi. Vãi này. Headshot, headshot, headshot. Exit game. Wow, nhiều máu vãi nhở. Ok, good game luôn. Quả combo súng này tha hồ ngày hôm nay Kẹo gáy cho anh em. Với lại thì AWM của mình đã trang bị giảm thanh rồi nhá. Giảm thanh nó là một cái trang bị mà anh em. Tôi thề, ngon vãi, không đùa đâu. Nào, qua đây, xíu coi, UAV đây rồi. À, bơi à? What? Nào, cần sợ lỗi rồi. Lỗi quá anh em ơi. Bơi à? Cái gì? À, dựng bóng kèo. Ghê vậy ha, ghê vậy ha, ghê vậy ha, làm sao? Đúng rồi, cứ dựng đi em. Ê, đứng. Nào, sao? Sao đây? À, cứ dựng bóng kèo hoài đi ạ. Rồi, bình tĩnh đi bạn ơi. Ơ, kìa. Ơ, Kẹo hơi ngáo xíu, sorry mọi người nhé. Bạn ai đút được còn ngáo lắm. Các bạn là mới tập chơi ba ngón chưa có quen không? Nhưng mà anh em yên tâm đi, tôi sẽ... Ui, rát vãi cả trường. Tôi sẽ cố gắng tôi luyện tập nha anh em nhé. Thế này đúng. Sao đó? Hết sớm, yep. Được không, được không? Được không anh em? Nhẹ nhàng thì với trận đấu ngày hôm nay thì Kẹo đã có được 7 kill rồi. Wow. Em sẽ game bảo với anh em rồi mà. Game là dễ phải không nào? Nhưng mà em, chúng ta... Ui, bóng kèo không thiếu luôn. Wow, toàn các player gọi là super bóng kèo. Thank you các bạn rất nhiều nhá. Hiện tại thì Kẹo đây, đổi qua cây súng M14 đi. Bản adup là do Kẹo thấy hơi ngáo, thế nên là chúng ta đổi qua cây súng này. Yeah. Được chưa ạ?
chúng ta có phụ kiện cơ mà. Phụ kiện của M14 thì có thể hỗ trợ cho anh em bắn liên thanh nên là sướng lắm. Không chơi cái này, chơi cái nào. Đấy. Yeah. Ê, có người đây. Rồi sao, thử vuốt tâm cái nào. Ôi, vuốt hơi khó rồi. Lỗi qua, xoay mọi người này. Nào, úi ôi, cẩn thận nhá, một viên nữa thôi. Mà thằng bé dự mong keo ghê quá nhở. Được em ơi, dự mong keo ghê đấy em ơi. Sao, ra đây không, slow không, chiến không. Và tự nhiên quả cứ dự mong keo thôi. Rồi bình tĩnh đi. Ê, anh em có cần xin linh nhạc không? Để tôi gửi linh nhạc cho. Cái này là TikTok remix Thái Lan anh em, hình như thế, nghe kiểu nhạc nó. Ui ôi, sao, cái đầu đâu. Kẹo tạ với gì này anh em. Yeah. Nó trốn sau cục đá rồi. Thế bây giờ kẹo ngồi trên tròi à? Ui ôi, anh em mình có khác gì nhau đâu bạn ơi. Ui dồi, tình cảm anh em tình sâu nghĩa nặng này. Làm sao chạy vào mắt. Có mà chạy anh em ạ. Chạy là chạy thế nào phải không? Có mà chạy sang Lào á. Và nào. Nói thật với anh em thì dạo này thì kẹo mới lượm thêm cả súng lục ạ. Súng lục thì anh em chạy, anh em để cái chảo ra sau lưng thì nó vừa chạy nhanh, nó vừa giúp cho anh em đỡ đạn và các bạn chạy chéo chéo một xíu. Thì đấy là cách chơi của kẹo thôi. Đấy cũng rất là thoải mái chia sẻ mọi người mà. Mình đâu có phải luyện tập để làm game thủ, có phải đi thi đấu đâu. Chẳng qua làm youtuber nói chuyện xàm xàm đúng không. Hay là các bạn có thích nghe mình kể chuyện ma, mình kể chuyện ma còn được nữa mà đúng không. Chung ạ, à, đây các con ơi. Nhớ surprise chung ạ, à, nhé các con nhé. Đấy, nói chung là dẫn dẫn anh em xíu thôi. Anh em thấy sao? Ví dụ là kẹo sẽ làm video là chú ngạn đi chôn tim tiếp. Hoặc là giả làm cụ già 80 tuổi chơi Free Fire, các ông thích nội dung nào. Tôi cũng chiều công hết má điện thoại. Cái má thông báo nhỉ? Thông báo quần què. Yeah. Tôi đi trên cái đi anh em. Đang bình luận với anh em mà tự nhiên. Ê, này. Nói chung là cái chính là phải hết sức bình tĩnh anh em ạ. Bình tĩnh thì nó đơn giản thôi. Để lại một thanh niên nó vỡ đầu. Ôi dồi ôi, tôi thương bạn cua. Ôi dồi ôi, thương bạn dã man luôn. Ê, nhiều bông keo ghê này. Và ai? Tôi chẳng có gì ngoài bông keo anh em ạ. Thề với các ông thế. Yeah. Nhưng mà mình vừa lượm thêm một số những cái bông keo cho nó nhiều anh em ạ. 13 trái. Bông keo thì nhiều là không bao giờ thừa cả đâu. Để chơi anh em. Yeah. Khá là ổn đấy nhờ. Wow, được không, phóng lựu này. Bắn hết đạn đi để cho là mấy thanh niên địch khác khỏi dùng phóng lựu nhá. Anh em thấy tôi chơi bẩn không? Xong tôi lại đổi qua lại cái súng là M82B. Đó, được chơi anh em. Thông minh không? Không là thằng nào nó lượm được phóng lựu lại. Ê, này, tí vỡ đầu nha em nhá. Nó lượm được phóng lựu thì nó lại bắn cho là sấp mặt. Thế nên là tôi không xài. Nhưng mà tôi cũng vứt hết đạn phóng lựu đi. Thế nó mới gọi là hờ mề, nó mới gọi là hài hước. Cậu hiểu không? Ê, đừng, này. Vỡ mẹ đầu rồi còn ê cái gì nữa. Sorry bạn nhá. Sorry ok. Vậy anh em ơi. Nào, chúng ta let's go. Tình hình là còn lại còn 5 đứa nữa thôi. Cố gắng cái nhá. Vâng, và mình đang ở phía biệt thự đây. Cũng chả thấy thằng danh con nào cả. Đấy, tôi năm nay hơn 70 tuổi rồi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào lại như thế này. Được chưa anh em. Thì đấy. Theo chân kẹo nhá. Uầy, mấy bố giết nhau kinh đấy, bắn chậm thôi, kẹo sợ. Đùa, các ông cứ làm như kiểu là các ông vớ được súng là các ông bắn nhau như kiểu mấy thằng trong trại mới ra ấy. Ai lại làm như thế bao giờ. Ok, hòm xác đây. Mắt quáng quá rồi, tôi bị dụi mắt cái anh ấy, quáng quá. Chỉ là cái hòm xác thôi mà tôi cứ tưởng là có người ấy, thế thì hào. Yeah. Vâng, chất giọng ngọt ngào đi vào trái tim của các chị em. Vâng, tôi là sĩ kẹo đây. Đúng không? Không cần phải ồn ào bởi vì giọng anh luôn ngọt ngào. Ơ, hai đứa đây á? À? Càng ngon ui, mấy anh em clear nhau gắt quá, bây giờ còn lại mỗi hai đứa này. Nào, với cây súng M82B cũng như là MP40 thì kẹo vô cùng tự tin anh em. Tầm này thì hạ gục thằng nào chả được ngại gì đâu. Ê, lỗi quá. Hôm nay chơi game hơi bị tâm lý anh em ạ, hơi lỗi xíu, xoay mọi người nhá. Dạ, yeah, ok. Dựng cái bóng keo phía sau đã để cho là chúng nó khỏi móc lốp ấy. Này, một viên ăn đầu rồi nhá. Này, một viên ăn đầu rồi nên là thanh niên rất là yếu. Vậy vẩy nhẹ cái thì bạn ấy cũng đã lên thiên đường rồi. Ok. Lên thiên đàng nè. Dạ, yeah, wow. Vãi cả game thật. Bóng keo nhiều vãi cả trưởng ra.
Thế này xài bao giờ cho hết đi. 19 trái bông kẹo. Bá đạo. Bá đạo. Cơm ấy tôi bá đạo trên từng hạt gạo. Nhưng mà nào, còn thằng cuối đấy à? Bạn ơi. Bạn ơi, bạn đâu rồi? À đây rồi, thấy rồi nhá. Ra đây bạn ơi. Ôi ngồi xuống á. Bạn đùa tớ đấy à? Chạy đi này. Ui căn sọ không có nổi. À ngồi xuống ạ. À. Thông minh. Ồ, thông minh như con tinh tinh ạ. À. Được em ơi. Nào. Ê. Ui dồi ôi. Chịch đầu liên tục. Tớ thương mà. Bạn quá, tớ thương bạn quá. Tớ thương bạn quá. Này. Ui ôi bạn ơi. Vỗ tay cái anh em ơi. Buya. Yeah, ok. Yeah, và bye bye. Hẹn gặp lại anh em sau nhá.